Vâng, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh Xem Bóng Đá Là Con Tim của mình. Vâng, thì những ngày qua thì mình đã làm rất nhiều video và những clip về đẩy kèo để giúp cho anh em ăn những kèo rất là ngon rồi. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục quay lại để làm trận đấu giữa Indonesia và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày mai các bạn nhé. Vâng, thì cũng mong là tất cả các bạn xem kênh của mình thì sẽ cho mình một like, một đăng ký kênh và một chia sẻ để mình luôn luôn có động lực làm những video sau tốt hơn nha mọi người nhé. Để mọi người không phải chờ lâu nữa thì chúng ta bắt đầu vào luôn trận đấu ngày mai của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Thì nằm trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 này thì đội tuyển Việt Nam cũng có một đội hình không được đánh giá cao lắm, nhưng mà với những cái tên như là Công Phượng, Vương Toàn hay là Quang Hải thì cũng đã rất là ok rồi. Vâng, ở trong cái bảng đấu này thì hiện tại thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đang xếp hạng ở vị trí thứ 3 đứng sau đội tuyển Thái Lan và tuyển UAE. Vâng, đây tôi xin nói qua một chút thì đội tuyển Thái Lan, UAE và đội tuyển Việt Nam đang mỗi đội đã đá 2 trận. Vâng, chúng ta thì cùng với Thái Lan thì là đều thắng 2 và hòa 1, nhưng họ thì hơn ở hiệu số. Vâng, còn đội tuyển Indonesia hiện tại thì đang thi đấu 3 trận và thua cả 3, đang đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng G này và âm đến 9 điểm. Vâng, nói chung là trận đấu ngày mai thì là một trận đấu cũng khá là khó khăn với đội tuyển Việt Nam, khi là đội tuyển chúng ta phải thi đấu ở trên sân khách Indonesia. Vâng, ở trận đấu này thì huấn luyện viên Park không biết là sẽ sắp xếp lực lượng như thế nào, nhưng mà ở trận đấu trước với khả năng dùng người khá tốt của mình thì cho Công Phượng và Văn Toàn đá ở ngay những phút đầu tiên, thì Công Phượng đã đóng vai trò rất quan trọng khi mà đã hút tất cả những hậu vệ của đối phương và làm cho các hậu vệ này đã đuối sức. Thể hiện rõ nhất là trong hiệp 2 là tất cả cầu thủ Malaysia đều gần như là không còn sức để chạy theo những cầu thủ của chúng ta nữa. Vâng, và cũng không thể không nhắc tới bàn thắng rất đẹp của Nguyễn Quang Hải. Thì trong trận đấu sắp tới này thì chắc chắn là Quang Hải vẫn thi đấu rồi, nhưng theo tôi được biết thì trong cái trận đấu sắp tới này thì Công Phượng sẽ không thi đấu ở ngay những phút giây đầu tiên nữa, và thay vào đó là vị trí Anh Đức. Đây, vâng, trên màn ảnh của các bạn thì đây là danh sách đội tuyển của chúng ta và đội tuyển Indonesia. Tôi sẽ không nói đến đội tuyển Indonesia nữa, mà tôi sẽ nói thẳng về đội tuyển của chúng ta. Thì thủ môn thì chắc chắn vẫn là Đặng Văn Lâm, tiền vệ Quế Ngọc Hải, trung vệ Tiến Dũng, vâng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn và Anh Đức. Vậy là trận đấu này thì Anh Đức sẽ là mũi nhọn tấn công của chúng ta, hai bên cánh đó sẽ là Quang Hải và Văn Toàn các bạn nhé. Vâng, thì trong thời gian vừa qua mình đã làm rất nhiều clip về kèo và đã ăn thông rồi, thì cũng mong là anh em luôn luôn ủng hộ kênh, luôn luôn theo dõi kênh và hãy comment cho mình để mình luôn luôn hoàn thiện bản thân và có những clip hay hơn dành cho tất cả mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.